ông đại sứ Mỹ tuyên bố, có nghĩa là ông sẽ can thiệp, sẽ quan tâm đến cái vấn đề nhân quyền Việt Nam. Thì cái này không có lạ. Chào Bùi Tùng nha, lát có lên chia sẻ thì lên nha Bùi Tùng. Đây là về nhân quyền thì các anh chị biết rồi, nước Mỹ luôn sử dụng cái chiêu bài dân chủ nhân quyền để áp đặt vào các cái nước khác, không chỉ Việt Nam mà hầu hết các nước trên thế giới. Và cái vấn đề, ok Giang Giang, xíu mình nói xíu về nhân quyền nữa rồi mời Giang Giang lên chia sẻ ha. Mình nói về cái nhân quyền á, thì các bạn thấy đó, dân chủ nhân quyền mà nước Mỹ họ can thiệp, nó có đem lại cái lợi ích cho những cái nước mà bị nước Mỹ can thiệp không các bạn? Họ cho rằng là họ muốn đem cái dân chủ nhân quyền đến cho cái nhân dân cái nước đó đó, và cái chiêu bài đó để họ họ cho họ vu cho những cái đất nước mà họ cho rằng vi phạm đó là gì, là vi phạm dân chủ nhân quyền, là độc tài. Họ họ rất hay sử dụng cái từ độc tài, bởi vì độc tài nó gắn liền với cái chữ mất dân chủ nhân quyền. Để chúng ta thấy độc tài Gaddafi, độc tài Saddam Hussein, các bạn thấy đó, và có đâu đó họ vẫn dùng cái từ độc tài, những cái kẻ chống phá dùng cái từ độc tài đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đó là cái cớ để mà nước Mỹ họ can thiệp. Và chúng ta thấy bài học nhãn tiền đó là cái sự can thiệp của Mỹ vào Libya, Syria, Iraq, nó có đem lại dân chủ nhân quyền cho Việt Nam không các bạn? Hoàn toàn không. Tôi nói là nếu ngày xưa nhân dân Libya, Syria, Iraq họ được hưởng 10 phần hạnh phúc thì bây giờ họ chưa được một phần. Sau 10 năm được Mỹ can thiệp đó, bằng cái chiêu bài dân chủ nhân quyền, thì bây giờ họ chưa được một phần. Đó. Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ năm 1779 đó, có ba cái từ mà nói về nhân quyền ngắn gọn. Đó là quyền được sống, được tự do và được mưu cầu hạnh phúc. Ngay nước Mỹ đây, dân đã được sống chưa? Được có quyền được sống chưa? Đúng không? Có quyền được sống ngay sao mà hàng ngày hàng giờ chúng ta đọc tin tức nước Mỹ, chúng ta cũng thấy những cái vụ xả súng hàng loạt. Một năm nước Mỹ riêng chết vì súng đạn đã có khoảng 30.000, chưa nói những cái tai nạn, những cái vấn đề khác. Riêng chết vì súng đạn đã có 30.000 người. Đó, đó là quyền được sống họ còn chưa đảm bảo được. Rồi quyền tự do có không các bạn? Hỏi cái người da đen á, người da đen họ chỉ chiếm khoảng mười mấy phần trăm dân số Mỹ, nhưng mà nhà tù của nước Mỹ thì người da đen chiếm gần một nửa. Nước Mỹ là một cái đất nước mà nhiều nhà tù nhất và nhiều tù nhân nhất thế giới, và người da đen chiếm gần một nửa các bạn. Tại sao vậy? Dân số người da đen ở nước Mỹ chỉ có mười mấy phần trăm thôi, nhưng mà ở tù chiếm gần một nửa, tỷ lệ gần một nửa. Các bạn thấy vậy có được tự do, có giống như là cái tuyên ngôn về nhân quyền, tuyên ngôn về độc lập nói về nhân quyền của nước Mỹ đã đưa ra năm 1779, tự do cũng không đó, mưu cầu hạnh phúc. Và dân Mỹ hiện tại đã được mưu cầu hạnh phúc chưa? Hỏi mấy triệu người sống dưới mức nghèo khổ, mấy triệu người homeless đó họ có hạnh phúc không? Hoàn toàn không. Vậy thì cái ông đại sứ này ông muốn can thiệp vào nhân quyền ở Việt Nam để làm gì? Đơn giản chỉ là cái mục đích chính trị thôi. Mà xa hơn nữa là họ mong muốn Việt Nam, nếu có thể họ sẽ biến Việt Nam thành Libya, Syria, Iraq tiếp theo. Chứ nếu mà họ là cái người có liêm sĩ, họ về họ lo cái nhân quyền ở đất nước. Ông đại sứ là ông về ông lo nhân quyền ở đất nước ổng đi. Việt Nam đâu có cần. Việt Nam có nhân quyền, có dân chủ, thậm chí là có dư.